Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu là phần tin cập nhật từ Cuba liên quan tới vụ nổ ở khách sạn 5 sao ở thủ đô là Havana, khiến cho 40 người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ này. Bản tin theo thông tin xã EFP cho biết rằng Bộ Y tế của Cuba cho biết là số người chết trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga sang trọng nằm ở thủ đô Havana vào cuối tuần trước đã tăng lên con số là 40 người. Ngoài thông tin 40 người đã bị thiệt mạng, Bộ Y tế của Cuba cho biết có 54 người khác bị thương, trong đó 6 người đang nằm trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ hiện nay vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát ở khách sạn 5 sao. Hiện nay thì công tác tìm kiếm tập trung vào tầng hầm và tầm hầm phụ của khách sạn. Lãnh đạo của cơ quan cứu hỏa là ông Luis Carlos Guzman, cho biết rằng mọi thứ đang trong giai đoạn nguy hiểm bởi gạch vụn chất đống lại và tòa nhà có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Bộ Du lịch của Cuba cho hay vào thời điểm xảy ra vụ nổ có 51 công nhân ở bên trong khách sạn. Thông tấn xã nhà nước của Cuba cho biết là có 4 thi thể đã được tìm thấy trong đêm qua, tất cả là của các công nhân khách sạn. Theo thông tin từ thành viên gia đình của các nạn nhân, hiện nay vẫn còn từ 12 đến 13 người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Khách sạn Saratoga không tiếp nhận khách du lịch trong thời điểm vụ nổ xảy ra. Đại diện của công ty điều hành khách sạn là ông Roberto Enrique Calzadilla cho biết khách sạn 96 phòng này dự định sẽ mở cửa trở lại trong một vài ngày sắp tới và các nhân viên đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Phát biểu tại hiện trường ngay sau vụ nổ diễn ra, thì chủ tịch nước của Cuba là ông Miguel Diaz Canel cho biết là đã loại trừ khả năng bị đánh bom và nói các cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ tại khách sạn này là lý do vì dò dỉ khí gas. Khách sạn 5 sao Saratoga theo phong cách trang trí tân cổ điển do một công ty của Anh tu sửa và được coi là nơi lui tới của các viên chức chính quyền và những người nổi tiếng trong nhiều năm qua. Sao Tây Ban Nha, bản tin tiếp nối cho biết là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia bị sa thải Truyền thông của Tây Ban Nha trong ngày 10 tháng 5 đưa tin chính phủ đã sa thải giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia CNI là bà Paz Esteban ngay sau khi xảy ra vụ nghe lén điện thoại di động của thủ tướng Pedro Sanchez và một số viên chức khác. Nhật báo El País và các hãng truyền thông khác cho hay rằng chính phủ Tây Ban Nha đã sa thải bà Esteban sau khi phát hiện phần mềm gián điệp Pegasus trong điện thoại của thủ tướng Sanchez và bộ Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles. Tuy nhiên, văn phòng của thủ tướng hiện nay vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào về thông tin này. Trong khi đó thì chính phủ của Tây Ban Nha cho biết là bộ trưởng Robles dự kiến sẽ tham gia vào một cuộc họp báo cuối ngày 10 tới tháng 5 sau cuộc họp nội các hàng tuần. Trong tuần qua, bà Esteban, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan tình báo của Tây Ban Nha, đã trình diện trước một ủy ban trong quốc hội để trả lời chất vấn về bê bối, nghe lén điện thoại nói trên. Vụ việc đã bị phanh phui vào tháng 4 năm nay sau khi đơn vị giám sát an ninh mạng mang tên Citizen Lab tại Canada cho biết điện thoại của 60 người liên quan tới các phong trào tiêu cực ở Tây Ban Nha đã trở thành một mục tiêu theo dõi của phần mềm gián Điệp Pegasus do tập đoàn NSO của Israel phát triển Vụ bê bối càng diễn biến nghiêm trọng sau khi chính phủ của Tây Ban Nha tuyên bố điện thoại của Thủ tướng Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Robles cũng trở thành một mục tiêu nghe lén của phần mềm nói trên trong tháng 5 và tháng 6 của năm 2021 Tin từ Úc cho biết là cuộc bầu cử năm 2022 cho hay số cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục số cử tri của australia đã đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục trong những ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội liên bang theo ủy ban bầu cử của australia aec hơn 300.000 người đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước trong ngày hôm qua 9 tháng 5. Đây là ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Con số này đã tăng gần gấp 3 lần so với con số 120.000 cử tri vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2019. Cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 21 tây tháng 5 với khoảng 17 triệu cử tri trong tổng số khoảng 26 triệu người dân Úc đã ghi danh đi bỏ phiếu. Ủy ban bỏ phiếu đã khuyến khích tất cả các cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, nhưng những người không thể đi bầu cử vào ngày này có thể bỏ phiếu sớm hoặc là bỏ phiếu qua đường bưu điện. Những cử tri đang cách ly vì Covid-19 có thể bỏ phiếu qua điện thoại khoảng gần 2 triệu cử tri Úc đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện trong một cuộc bầu cử sắp tới. Đây là con số cao hơn so với con số là một triệu rưỡi người trong năm 2019. Theo kết quả thăm dò mới nhất do Nhật báo quốc gia The Australian thực hiện, tỷ lệ cử tri ủng hộ cho công đảng tăng 39% trong khi đó, thì tỷ lệ ủng hộ cho liên đảng tự do quốc gia cầm quyền đã giảm xuống còn 35%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa công đảng và liên đảng kể từ khi hai bên bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử vào đầu tháng 4 vừa qua. Tin từ Ukraine, quốc gia này phản công Nga tại thành phố Kharkiv, Quân đội của Ukraine tại thành phố Kharkiv trong ngày 10 tháng 5 cho biết là đã chiếm lại những ngôi làng từ tay của lực lượng Nga ở phía bắc của thành phố, đẩy pháo binh của Nga ra khỏi tầm bắn. Tetiana Apachenko là một sĩ quan báo chí thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 92. Đây là lực lượng chính của Ukraine ở thành phố Kharkiv đã xác nhận là quân đội của Ukraine đã chiếm lại các khu dân cư ở Chekarsky, Tysky, Ruskytysky, Botchova và Sobosyansky ở phía bắc của thành phố Kharkiv, miền đông của Ukraine. Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là Yuri Sak nói rằng những bước tiến của quân đội Ukraine đã đẩy pháo binh Nga ra khỏi tầm bắn hướng tới Kharkiv là một thành phố lớn thứ hai tại Ukraine, đã bị tấn công từ những ngày đầu chiến sự. Ông Schott đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng, hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine xung quanh thành phố Kharkiv, đặc biệt là ở phía Bắc và Đông Bắc, là một thành công. Phía Nga không xác nhận việc Ukraine chiếm lại các ngôi làng ở Kharkiv. Cuộc phản công có thể báo hiệu một giai đoạn mới của chiến sự với việc Ukraine dần có những bước tiến đẩy lực lượng Nga về phòng thủ các tuyến tiếp tế kéo dài từ biên giới Nga đến thành phố Izium phía nam của Kharkiv. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng của Nga trong ngày 10 tháng 5 tuyên bố đã đẩy lực lượng của Ukraine ra khỏi Popasna thuộc tỉnh Lugansk. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết rằng quân đội của Nga đã hạ gục khoảng 120 người, phá hủy 13 chiếc xe bọc thép và 12 phương tiện các loại. Ngoài ra, thì Nga cho biết họ cũng đã bắn rơi một máy bay cường kích của Ukraine, nhưng phía Ukraine không xác nhận thông tin này từ Bộ Quốc phòng của Nga. Tin từ Ecuador, Bạo loạn rùng rợn xảy ra trong tù khiến cho 43 người chết và hơn 100 tù nhân trốn trại. Một vụ bạo loạn rùng rợn trong nhà tù ở Ecuador vừa nổ ra làm ít nhất là 43 tù nhân bị thiệt mạng. Tổng thức xã AP đã dẫn nguồn từ cơ quan chức năng cho biết hiện nay có hơn 100 tù nhân bỏ trốn. Nhà chức trách cho hay vụ bạo loạn mới nhất nổ ra trong ngày 9 tháng 5 vì mâu thuẫn giữa hai băng đảng đối đầu nhau, đó là băng đảng Los Lobo và R7 bên trong nhà tù Bella Vista ở Santo Domingo de los Tachilas. Văn phòng công tố của quốc gia đăng trên Twitter cho biết hiện tại đã có 43 tù nhân tử vong và tình hình đang diễn biến phức tạp lợi dụng tình trạng bạo loạn nhiều tù nhân đã tranh thủ vượt ngục Theo cảnh sát trưởng Fausto Salinas có 108 người hiện nay vẫn mất tích có nghĩa là đã vượt ngục và 112 tù nhân vượt ngục khác đã bị bắt giữ lại Cơ quan chức năng ở Ecuador đã kích hoạt các quy trình an ninh để ngăn chặn các hành vi gây dối trật tự Các tù nhân bị thương đã được trở đến các cơ sở y tế để điều trị. Người nhà của các phạm nhân bị giam giữ ở nhà tù Bella Vista hiện nay đang tập trung rất đông trước nhà tù để tìm kiếm thông tin về sự an toàn của thân nhân. Ông Salinas cho biết rằng hơn 200 cảnh sát và 200 quân nhân cũng như là lực lượng chấp pháp đang trên đường tới chi viện cho nhà tù Bella để ổn định trật tự. Các vụ bạo loạn đẫm máu trong nhà tù rất phổ biến ở Ecuador. Kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, có khoảng 350 tù nhân tử vong trong 5 vụ bạo loạn khác nhau. Tháng 4 năm 2022 có ít nhất là 20 tù nhân tử vong trong nhà tù El Turi ở Suenza, phía nam của Ecuador do bạo loạn. Tổng thống của Ecuador, ông Guillermo Lasso cho rằng vấn đề trong các nhà tù phản ánh về tình trạng bên ngoài xã hội, nơi mà các băng đảng buôn bán ma túy tranh giành lãnh địa, nhà chức trách cho hay là họ sẽ tìm kiếm vũ khí mà các tù nhân cất giấu và chuyển những tên đầu sỏ đến một nhà tù khác. Một lần nữa, sau đây là phần thông tin thương mại.